Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Cuộc chiến showbiz không hề hồi kết. Bị ngưng 98 đá điểu giàu có nhờ làm gái, Ngọc Trinh đáp trả sau cay. Dẫu chưa có từng mâu thuẫn, nhưng ngưng 98 lại nhắc đến Ngọc Trinh và câu chuyện khá nhạy cảm. Dù đã có bạn trai và nguồn thu nhập ổn định, nhưng hot girl ngưng 98 vẫn bị nhiều người ném đá vì những scandal nối tiếp nhau. Không chỉ vậy, con đường nổi tiếng của cô cũng đi kèm với tin đồn làm nghề mua vui cho các đại gia giàu có. Quá bức xúc vì bị nhiều người gắn ghép với công việc không mấy trong sạch, mới đây bạn gái Lương Bằng Quang đã lên tiếng đáp trả. Tuy nhiên sẽ không có gì đáng nói nếu như dòng chia sẻ của Ngân 98 có nhắc đến người mẫu Ngọc Trinh. Hot girl cho rằng nếu mình làm công việc như mọi người đồng thổi thì có lẽ đã sở hữu biệt thự, hàng hiệu sang chảnh giống như đàn chị từ lâu rồi. Chẳng những không nhận được đồng cảm của mọi người, Ngân 98 còn bị fan của Ngọc Trinh vào ném đá không thương tiếc. Nhiều người còn cho rằng hot girl gốc Bình Định đang cố tình dựa hơi Ngọc Trinh để nổi tiếng. Không nằm ngoài dự đoán của cư dân mạng, chỉ sau vài giờ đăng tải, Ngọc Trinh đã có động thái liên quan đến dòng trạng thái của Ngân 98. Tuy nhiên, chân dài không trực tiếp ra mặt mà lại cố tình mượn lời của một bài hát để đáp trả, Nữ Hoàng Nội Y. Nữ Hoàng Nội Y ngầm khẳng định hào quang mà cô có được nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Đừng gọi tôi với những thứ không hay vì tôi không như bao nhiêu điều bạn thấy. Cuộc đời ta vốn chẳng giống nhau đâu. Ai cũng mơ mộng, tôi cũng mơ mộng nhiều. Từng bước trong những cơn mưa không nhìn thấy lối. Ngày mai nắng hong khô đi giọt nước mắt. Tôi sẽ luôn đi tìm khao khát riêng cho mình, Ngọc Trinh viết. Cũng giống như Ngân 98, sự nghiệp của Nữ Hoàng Nội Y cũng đi kèm với những tai tiếng liên quan đến công việc trên. Trước những lời đồn không hay về mình, không ít lần Ngọc Trinh công khai phủ nhận. Để lên tiếng minh oan cho mình, Ngọc Trinh còn làm hẳn bộ phim Vòng Eo 56 nói về cuộc đời thật và sự nghiệp từ lúc không tên tuổi đến vị trí của một ngôi sao hạng A. Những kẻ không ưa bạn sẽ trực chờ sơ hở để làm bạn buồn, bạn khóc, bạn tổn thương và mục đích là khiến bạn không gượng dậy nổi. Đó là những lúc bạn cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu người ta làm bạn buồn một, thì hãy tự hào niềm vui cho mình gấp 10 lần như thế. Chỉ có niềm vui, sự hạnh phúc và cuộc đời rộn rã tiếng cười của bạn mới là cách trả thù tốt nhất. Trước đó, Ngọc Trinh cũng đã lên tiếng trước những bình luận soi mói cuộc sống riêng tư của cô ngoài đời. Từ một cô gái miền Tây chân quê, sau nhiều năm hoạt động showbiz, Ngọc Trinh đã có trong tay khối tài sản khổng lồ từ biệt thự, xế hợp, đồ hiệu v.v. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, cô đều làm cho mọi người choáng ngợp với diện mạo lộng lẫy và xinh đẹp của mình.